Chào tất cả các anh chị em và các bạn đã quay lại với kênh YouTube của Vi. Vi là nhân viên địa ốc ở Houston, Texas và những vùng lân cận như Tomball, Katy, Cypress, Richmond, Sugarland, Spring, Humble, Fushia và những thành phố lân cận khác thì Vi đều có thể giúp anh chị mua bán được. Thì em vừa mới giới thiệu với tất cả các anh chị là một căn nhà trệt tại thành phố Katy và thuế rẻ ha. Thì bây giờ em sẽ tiếp tục giới thiệu một căn nhà lầu cũng thành phố Katy luôn và thuế cũng rẻ luôn. Nhưng đặc biệt cái căn nhà lầu này là có cái view hồ phía sau rất là dễ thương luôn. Và ở bên trong upgrade cũng rất là đẹp. Và căn nhà này là mới luôn, xây năm 2023, thuế cũng rẻ, tiền HOA là 555 đồng một năm. Và một cái đặc biệt của cái căn nhà này thì tí nữa em sẽ chia sẻ thêm với anh chị nha. Thì bây giờ mình hãy đi xem căn nhà này. Anh chị đừng quên cho em một cái like và chia sẻ video của em. Ở phía trước căn nhà đó là nhìn ra mình cũng có nhà hàng xóm ha. Mấy căn nhà kia không biết là xây năm nào, nhưng mà cái căn nhà mà em giới thiệu với anh chị á là hoàn toàn mới luôn, xây năm 2023 đó. Phía bên tay phải á là không có nhà, chỉ là bên hông nhà người ta đó. Ở phía trước thì có nhà lầu rồi. Đây, căn nhà mà em chuẩn bị giới thiệu với anh chị là nằm ngay đây này nha. Đó, cái này là nhà lầu, nhưng mà anh chị thấy căn nhà này á có cái double door rất là sang luôn. Đó, cái đường chỗ đậu xe ở phía trước cũng rất là dài và hạ cẳng đá đó lên tuốt lên trên luôn. Gạch thì ở dưới đây, bình thường thì người ta hay làm đá ở dưới gạch ở trên hơn, nhưng mà ở đây sang hơn, họ làm đá nhiều hơn, tại vì đá bình thường mắc tiền hơn là gạch đó, họ làm đá rất là nhiều. Rồi gạch thì khúc dưới này. Nhà này á có cái double door. Bây giờ mình vào trong mình xem nha. Em vừa mới đi coi căn nhà này chỉ có chưa có hết khúc trên, em mới xem ở dưới thôi, nhưng mà em thấy rất là thích luôn. Đó. Rồi ở trước thì họ trồng landscaping hoa rồi rất là đẹp nè. Rồi có đèn ở trước. Và cái double door rất là sang. Nhà mà có cái double door lúc nào mình cũng thấy là nó welcome ha, tại vì cái cửa nó rộng đó. Đó. Ồ, la khen nhà hồi nãy em vô em chưa chia sẻ giá cả rì phòng ốc gì hết. Thôi tí nữa em sẽ chia sẻ sau luôn. Đó, bây giờ mình vào trong mình xem đi. Và cái cửa này rất là cứng cáp nha, cửa sắt rất là cứng luôn. Đó, mở cửa ra là mình có cái cầu thang uốn lượn bên hông này ha. Đó. Đó, bên hông này là nó ngay cái góc này, chứ không có phải là ngay cái chính cái cửa luôn. Nên anh chị em nào mà phong thủy á, thì yên tâm, tại vì cái cầu thang này không có đi ra cái cửa trước, nó là bên hông. Anh chị thấy cái đường không? Đó, nó là bên này nè. Còn nếu mà ở phía trước là em nói phía trước, chứ em không có giấu gì đâu. Nhưng mà anh chị thấy không? Anh chị biết cái nhà này giống Việt Nam mình không? Tại nhà Việt Nam mình là thích lót gạch, gạch. Thì cái căn nhà này á, họ lót gạch rất là bự luôn. Mỗi miếng gạch á, rất là bự, rất là mắc tiền. Gạch mà bự như thế này là rất là mắc tiền luôn. Đó, mà họ lót cái sàn này vì thấy rất là đẹp. Đây, anh chị có thắc mắc là builder nào không? Cái này á, là của local builder. Bình thường vì thấy những cái local builder ở đây á, họ xây nhà đẹp lắm. Họ giống như là, họ để mọi thứ giống như all out luôn. Giống như anh chị thấy sàn nhà, cái miếng gạch này rất là bự. Gạch bự lúc nào cũng rất là mắc tiền. Ok, bây giờ mình vào trong mình xem đi. Đó, mở cửa ra thì mình có cái cầu thang uốn lượn bên hông ha. Đó, rồi mình thấy được ở trên này họ cũng làm cái vòng tròn ngay đây. Rồi phía bên trái của Vi á sẽ là cái phòng ăn. Rồi chỗ này là phòng khách mà mình nhìn thấy được cái view hồ phía sau nè. Đó, rồi cái nhà bếp ở đây. Rồi phía bên tay phải của Vi á, chỗ này là mình có một cái phòng. Phòng này sẽ là phòng office nè. Đó, trần nhà rất là cao luôn. Cao tuốt ở trên. Đó, cửa trong nhà là 8 feet hết luôn nha. Đó, và thảm hạ xài á cũng sang hơn là builder xài. Tại bình thường những cái căn nhà mà Vi hay giới thiệu anh chị á
thảm không có giống như vậy. Mấy cái thảm này là chỉ có những cái công ty á, hay là văn phòng á, họ mới lót những cái thảm này thôi. Thảm này xài rất là chất lượng. Đó. Rồi mình có cái phòng office ở đây, có luôn quạt nè. Rồi tí nữa mình đi lên cầu thang sau. Đó. Rồi mình đi qua bên đây đi. Chỗ này á là cái phòng ăn. Ngay đây ha. Rồi cái chỗ phòng ăn á là mình có cái đường đi vào nhà bếp nè. Rồi qua bên đây mình nhìn là mình thấy cái phòng khách ở đây rất là rộng rãi luôn. Mà phòng khách này á, có luôn là sưởi nè và cửa sổ rất là lớn. Mình nhìn được thấy cái view hồ phía sau kìa. Đó. Rồi, mình đi qua phía bên đây đi. Thì ngay chỗ này của Vi á là chỗ giặt sấy. Đó, có sấy ga, sấy điện luôn nha. Rồi cái cửa này là đi ra gara nè. Đó. Và một cái mà Vi thấy nữa á là họ làm luôn cái sinh ở đây. Nước nóng, nước lạnh luôn. Rồi tủ bỏ đồ. Đó, bình thường mình thấy là ngay phòng giặt á không có cái sinh. Bình thường nếu mà mình xây nhà với hãng Perry Home hay là những cái hãng builder khác á, mình phải kêu họ trả tiền họ để họ làm cái pre-plumb thôi, có nghĩa là họ làm cái ống thôi chứ không có làm được cái sinh giống như vậy. Cái căn nhà này là họ làm luôn cái sinh rồi nha. Đó. Rồi họ còn làm luôn một cái mà mình để cái tủ lạnh thêm ở đây nữa. Bình thường anh chị thấy cái chỗ này không? Là cái chỗ mà mình bỏ tủ lạnh để cái chỗ làm nước đá đó. Đó, cái này thì họ làm luôn. Đó. Căn này thật sự là đáng tiền để mua. Tại vì thấy họ upgrade rồi họ làm đầy đủ rất là nhiều thứ. Đó. Vì sẽ chia sẻ giá cả sau nha. Rồi đây là cái gara nè. Hai xe gara rộng rãi. Chỉ là không có hệ thống tưới cỏ và không có gara opener. Thì mấy cái nó cũng không có nhiều tiền đâu. Đó. Chủ yếu là bên trong ha. Để Vi tắt điện. Rồi. Rồi ở đây có thêm một cái mudroom nữa. Mình có thể mình ngồi, mình mang giày, mang dép ở đây. Đó, cái phòng giặt rất là rộng rãi. Mà họ đã làm sẵn luôn cái chỗ mà rửa tay rồi cái đường ống tủ lạnh ngay đây thì Vi thấy rất là tốt. Đó. Và những cái khóa cửa họ làm cũng rất là sang ha. Rồi. Bây giờ mình đi qua hướng bên này. Chỗ này là mình có cái tủ bỏ đồ, đồ ăn thực phẩm. Đó, cũng rất là rộng luôn. Sàn nhà vẫn là bằng gạch đẹp ha. Rồi, bên đây là cái bếp nè. Đó, rất là sáng sủa luôn. Và anh chị thấy cái lò không? Wow. Cái lò này 2, 4, 6, 6 chỗ nấu. Nhưng mà rất là dữ dằn chứ không có phải là thường đâu. Và bằng ga nha. Đó, cái đồ hút ngay đây. Hút lên trên. Đó, backslash. Rồi cái countertop là bằng quốc. Tủ thì 42 inch. Rồi có thêm cái chỗ này là bỏ tủ lạnh bình thường nè. Thì cái chỗ giặt sấy hồi nãy là thêm một cái tủ lạnh nữa. Còn cái này là chỗ bỏ tủ lạnh bình thường ngay đây. Đó. Rồi chỗ này là cái sinh. Ồ, và cái sinh và cái bếp lệch nha. Đây, cái bếp nằm bên này, cái sinh bên kia. Đây, để Vi đứng bên này cho anh chị em thấy nè. Đó. Đây là cái bếp đây. Rồi mình có thể bỏ ghế ở đây mình ngồi. Rồi built-in là nướng, microwave. Rồi bên đây á, mình có thể để được cái bàn. Ngay đây, bàn nhỏ để ăn sáng nè. Ăn sáng nhìn ra cái view hồ phía sau. Đó. Đây là cái hiệu của cái lò nè. Mới tinh luôn, chưa xài. Nhà này mới xây mà. Đó. Cái này là cái microwave. Nhưng mà hình như air fry được luôn hay gì á.
nhìn rất là dữ dằn luôn. Đó, rồi tủ thì ở đây mình có thể mở ra mở vô nữa nè. Ồ, có shop close nha. Shop close là mình đóng lại, nó không có giặt vô, nó từ từ nó đóng đó, gọi là shop close. Đó, như Vi nói rất là chất lượng. Anh chị thấy cái miếng gạch không? Quá trời bự luôn. Đó, rồi bên kia là cái phòng khách nè. Rồi sân sau thì tí nữa mình xem sau nha. Bây giờ mình đi xem cái phòng mà master đi. Đây, cửa trước bên kia. Đó. Rồi cái tủ này á, hình như là cái closet để đồ. Ngay đây. Đó. Đó, họ để thêm thảm này. Đó, như em chia sẻ cái thảm này rất là tốt, chất lượng luôn đó. Cái baseboard cũng bự nè. Rồi cái fireplace. Đây, nhà bếp. Đó, rồi bây giờ mình đi xem cái phòng master. Trước khi vô phòng master đó, là mình có cái tủ này. Là cái hot bath. Đó, hot bath ngay đây. Khách rồi có thể sử dụng cái hot bath ngay đây. Rồi bên đây là đi tới cái phòng master. Đó, phòng master thì họ cũng làm cái tray ceiling luôn. Đó, rồi có crown molding nữa. Có vạc luôn. Và cái phòng master này cũng có cái cửa đi ra cái sân sau luôn, giống như cái căn nhà hồi nãy ha. Đó. Rồi. Và có cái view nhìn ra hồ phía sau kìa. Đã chưa? Và cũng dùng thảm tốt nha. Thảm này rất là tốt. Rồi, đây cái nhà tắm này, wow. Nhà tắm siêu đẹp. Thì như em chia sẻ đó, cái sàn nhà đó họ lót ở dưới này. Rồi họ lót luôn trên vách tường luôn. Đó, rồi hai cái sink, một cái bên kia, rồi một cái bên này. Hai sink. Cái này cũng là bằng khuất. Đó. Tủ này có shop close không? Ờ, cũng shop close luôn. Wow, cái nhà tắm quá bự luôn. Đẹp nữa. Wow, họ làm cái này đẹp quá vậy. Nè. Ồ, hai cái chỗ ra nước luôn. Một cái ở đây, rồi một cái ở trên đầu nữa. Đó. Ồ, mấy cái nhà này đẹp quá ha. Mà giá cả được lắm, tí nữa em sẽ chia sẻ với anh chị. Coi họ làm nè. Đẹp quá. Rồi cái này nó chỗ bỏ xà bông hay là gì đó. Ngay đây. Rồi cái này họ làm. Wow. Rất là sang luôn. Rồi bên đây một cái vòi. Rồi mình có thể ngồi ngay đây. Đó. Ngồi kỳ đất kỳ hòm gì đó. Rồi cái sàn ở dưới nè. Đẹp ha. Đó, để em đứng xa ra để cho mình thấy được. Ồ, cái này cũng là cái jacuzzi luôn nha. Mình có thể ngồi đây mình massage rồi nước massage đó. Jacuzzi. Đó. Để em đứng xa bên đây để cho mình thấy được nè. Đẹp ha. Rồi, bên đây là cái walk-in closet. Cũng rất là rộng rãi. Rồi, cái toilet là bên đây. Có cửa đóng lại luôn. Đó. Rồi cái nhà tắm này. Xem từ từ thôi. Đẹp ha. Em rất là thích cái sàn gạch mà gạch bự như thế này. Một là gạch da gỗ, hai là gạch mà bự như thế này, rất là sang luôn. Đó. Rồi, bây giờ mình đi lên lầu. Mình xem rồi tí nữa em chia sẻ
khuôn viên đằng sau nha. Hôm nay là mình toàn xem nhà thuế rẻ luôn đó. Đó, đây là cái phòng khách rất là thoáng ha, rộng rãi nữa. Rồi bây giờ mình đi lên lầu, mình khám phá trên này xem. Và cái cầu thang á là không phải bằng thảm nha, cầu thang là hạ lót. Cái này là gì? Không biết là laminate hay là vinyl nữa, nhưng mà không phải bằng thảm. Đó. Rồi trên này thì là bằng thảm, nhưng mà cũng là thảm tốt. Oh, mình lên đây ha. Rồi mình có cái mấy cái bậc thang để đi lên đây nữa. Đó. Thì chỗ này á là cái phòng game room nè. Ngay đây. Phòng game room này có cửa sổ nè, nhìn ra phía sau coi. Đây, sẵn đây mình xem được cái view ở phía sau luôn. Đó, cái nhà này á là ở phía sau là cái hồ, rồi có cái đường đi bộ, mình có thể đi bộ nè. Đó. Mình nhìn qua nhà hàng xóm có hồ bơi kìa. Đó. Rồi. Đi qua hướng bên đây là mình có được một cái phòng ngủ. Đó. Phòng ngủ này có cái view cũng rất là đẹp luôn. Đó, đẹp ha. Có cái hồ đó sau. Rồi cái phòng ngủ này á có cái walk-in closet nè. Rồi cái nhà tắm. À, cái gạch này cũng đẹp nè. Đây. Đó. Họ xây vì thấy họ dùng đồ rồi cái cách mà họ làm á đẹp lắm. Tại vì bình thường Vi không có thấy những cái builder họ gắn cái này. Bởi vậy nên thấy cái gì lạ đó. Vi phải soi coi thử là cái gì để cho mình biết luôn. À, họ gắn cái này hay nè. Tại vì bình thường những cái builder họ làm gạch xong rồi tới đây thì họ trét xi măng thôi. Nhìn nó không có đẹp. Cái này hay nè. Đó. Rồi cái nhà tắm ở đây ha. Rồi cái nhà tắm này thì có cái hai cánh cửa luôn. Một cửa là đi từ cái phòng ngủ và một cửa là đi từ cái phòng mà game room. Đó. Rồi họ có gắn cái ổ điện ở đây luôn nè. Ở dưới luôn. Rồi bây giờ mình đi xem tiếp qua bên đây thử coi. Qua bên đây thì mình có một cái phòng ngủ ở đây. Đó. Phòng ngủ này có cái nhà tắm ở đây. Hình như kiểu chắc and chill. À, đi qua bên kia đó. Đó. Cái này thì họ cũng làm bằng khuất luôn. Rồi kiến thì cũng có frame luôn. Đó. Qua đây. Ở trên là hình như không có shop close, chỉ có ở dưới thôi. Dạ, yeah, chỉ có ở dưới. Ồ, hình như cá luôn nè. Đó, đóng lại thì cũng shop close luôn nha. Rồi đây là cái nhà tắm thứ hai trên lầu. Hai cái nhà tắm. Rồi bên đây là một cái sinh nữa. Qua bên đây một cái phòng nữa. Đó, là mình được hai cái phòng ở trên lầu. Có cái view ở đằng sau ha. Đó, nhà này có máng xối luôn nè. Anh chị thấy có máng xối luôn rồi nè. Đây là máng xối nè. Đó, bây giờ mình đi khám phá cái sân sau đi. Rồi hồi nãy coi gì? Anh chị có đoán được nhà này bao nhiêu phòng, bao nhiêu nhà tắm không? À, tí nữa em sẽ chia sẻ lại hết luôn nha. Nào, bây giờ đi xuống.
Cửa rất là cao luôn. Cửa này cao mà cứng cáp nữa. Đó. Rồi. Mình đi ra xem sân sau nè. Cái sân ở đằng sau là bằng hàng rào sắt. Mà Vi thấy hả, có cái cổng. Cái cổng ngay đây nè. Ngay đây nè. Để cho mình có thể đi bộ ra bên ngoài luôn. Đó. Đây là cái patio đây. Nhà bốn mặt gạch. Đó. Có cái hàng rào bằng sắt. Khúc trước thì bằng gỗ. Đó, cái view ở sau nè. Đẹp ha. Bên kia thì họ trồng cây để cho nhìn là privacy đó. Mai mốt ví dụ mình mua về mình trồng sau cũng được. Ở bên hông nè. Nhà này cũng hai cái máy lạnh luôn. Nhà lớn mà. Đây. Bên kia thì họ xây hồ bơi. Rồi có cái đường đi bộ nè. Hai cửa nha. Cái cửa đi từ phòng master. Rồi cái cửa này thì đi từ cái nhà bếp. Đó, mình được hai cửa. Ở trong rất là sáng sủa luôn. Hồi nãy giờ em la chia sẻ cái căn nhà này, tại vì cái căn nhà này là lần đầu tiên em tới luôn. Em cũng mới tới căn nhà này xem luôn. Và em thấy căn nhà này thuế rẻ này, 2.28 chưa xin giảm thì rất là tuyệt, nên em chia sẻ với anh chị ngay. Và cái căn nhà này cái giá là 629.000, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm rưỡi, hơn 3.300 square feet. Cái diện tích đất là hơn 9.300 square feet lot. Xây năm 2023 và tiền HOA ở đây là 555 đồng một năm. Thuế cũng rẻ, HOA rẻ, và từ đây mình đi ra KD Agent Town chỉ có 10-12 phút thôi. Rồi đi Costco cũng vậy, chỉ có 10-12 phút. Rồi đi khu Belay Việt Nam thì 30-35 phút. Trường học tốt, thuộc thành phố KD. Và ở bên trong em thấy họ upgrade rất là nhiều, và những cái vật liệu họ dùng rất là chất lượng. Cái giá 629.000 thì em thấy cũng rất là tương đối chứ không có mắc. Thì nếu mà anh chị em nào mà thích một căn nhà lầu, các cái view hồ đằng sau, thuế rẻ, thì căn này thì em thấy rất là lý tưởng luôn á. Anh chị hãy cứ gọi cho em nha. Vậy muốn mua những khu vực nào xung quanh Houston hay là những thành phố lân cận thì em đều có thể giúp anh chị mua bán được. Anh chị hãy cứ gọi cho em. Và khu nào em cũng có thể giúp anh chị mua bán được hết. Giống như nhà mới, nhà cũ, commercial hay là thuê mướn gì đó, em đều có thể giúp anh chị được hết. Thì anh chị hãy cứ gọi cho em nha. Đừng quên cho em một cái like và chia sẻ video của em. Bye bye.